Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì quận hạt Santa Clara đã mở một buổi họp báo để đưa đến cho quý vị một thông tin là các viên chức Sở Y tế quận hạt đã cùng phối hợp với đội bóng San Jose Earthquake đã mở một thông báo, đã mở một sự kiện về việc tiêm ngừa vào thứ Sáu tuần này, là vào ngày 28 tháng 5. Là từ 11 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối tại Overfell High School. Những ai tiêm ngừa vào thứ Sáu tuần này tại trường trung học Overfell sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một áo thể thao đồng phục có chữ ký của các cầu thủ trong đội bóng San Jose Earthquake. Kính thưa quý vị, tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong quận hạt đã ở mức thấp nhất là 0.5%. Con số này đã chứng minh được là nỗ lực tiêm ngừa của chúng ta đã đạt hiệu quả. Hơn 75% cư dân hội đủ điều kiện tiêm ngừa trong quận hạt đã được tiêm ngừa ít nhất là một liều vaccine COVID-19. Và trong các cư dân được hội đủ tiêu chuẩn tiêm ngừa là từ 12 tuổi trở lên thì cứ 4 người thì đã có 3 người đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại thì quận hạt đã đưa ra 2,3 triệu liều. Mặc dù nỗ lực tiêm ngừa đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa dừng lại. Mục tiêu của quận hạt là sẽ tiêm ngừa cho 85% cư dân ít nhất một liều vào giữa tháng tới. Những ai đã tiêm ngừa rồi, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã thực hiện bổn phận của mình để bảo vệ cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan. Đối với những người chưa đi tiêm ngừa, tôi chỉ có thể nói rằng quý vị hãy đi tiêm ngừa khi có cơ hội. Đừng phụ thuộc vào những người đã đi tiêm ngừa rồi mà nghĩ rằng quý vị không cần tiêm ngừa cũng được. Ngay thời điểm này, hãy đi tiêm ngừa khi tất cả những cái cơ sở tiêm ngừa đang được mở rộng và giờ làm việc cũng mở ra được linh hoạt hơn, rất tiện cho quý vị được đặt hẹn và cũng như là đi đến những địa điểm không cần đặt hẹn. Quý vị có thể tìm thấy lịch đặt hẹn tiêm ngừa cũng như là những cái lịch tiêm ngừa không cần đặt hẹn ở trên trang mạng của chúng tôi là ở scc.freevax.org. Tất cả các loại thuốc ngừa được FDA phê duyệt đều an toàn và hiệu quả. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tiêm ngừa COVID-19 thì quý vị có thể gọi vào cái tổng đài về tiêm ngừa COVID-19 của chúng tôi ở số 408-970-2999. Một lần nữa, quý vị hãy dẫn con em của mình đi tiêm ngừa. Các em nhỏ từ 12 tuổi trở lên đã hội đủ tiêu chuẩn tiêm ngừa. Và các chủ doanh nghiệp cũng hãy khuyến khích nhân viên của mình đi tiêm ngừa. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đại dịch này sớm hơn. Xin cảm ơn quý vị.